Rồi, chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với video em nhé. Thì hiện tại anh đang quay cho các bác xem là một bộ sập cỏ Nam Phi. Đây, hiện tại cái bộ này thì nói về cái độ dày và độ to thì nói chung thì nó rất là khủng luôn. Đó, thì các bác có thể nhìn về cái chiều dài thì các bác cũng có thể là đoán được chiều dài là bao nhiêu phân rồi. Cái bộ này văng veo thì rất là đẹp luôn. Hiện tại nhá, hiện tại bộ này thì kích thước của nó đó, kích thước của nó là rộng là 2m18, dày 39 phân và dài là 3m1 nhá. Hàng này thì đã có khoang cùm rồi nhá. Hàng này nói chung cái bộ này thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó rộng là 2m30 nhưng mà tại vì là 2m30 mà em đặt xuống còn 2m18. Đấy là vuông là 2m30 nhá. Nói chung mà do cái bộ này thì kích thước thì nó khá là to. Và em thấy thì kích thước thì nó khá là to nên là em đọc nhỏ lại. Đó, đọc nhỏ lại là 2m18. Tại vì 2m18 thì về kích thước 2m18 thì cũng quá là rộng luôn rồi. Thì em đọc lại 2m18 là để cho hàng cho nó tinh lõi. Tinh lõi thì màu nó sẽ đồng bộ, nó sẽ đẹp hơn. Còn như cái gỗ này á, những cái gỗ này thì mình để giác mình xài vẫn ok, không có vấn đề gì hết các bác. Nhưng mà em làm cho nó còn 2m18 cho nó đẹp. Hàng đã có khoảng cầm hết rồi. Bộ này thì hiện tại là giá thì em đang bán là 155 triệu là ba ship cho các bác nhé. Nếu mà tính ra là được 2 tấm. Nếu mà tính là dài 20 phân thì được 2 tấm đấy các bác ạ. Thì tính ra tấm chưa tới 80 triệu nữa mà rộng tới 2m18. Giá chỉ 155 triệu là ba ship cho các bác nhé. 155 triệu là ba ship cho các bác tận nơi luôn. Bán nào mà quan tâm ấy, thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 033 33 8719. Đó, bộ này thì em làm từ năm ngoái nha các bác, nên là bây giờ mà có giá này nữa. Còn hiện tại như cây mà nếu mà cây nhập mới về thì giá nó không có giá này đâu. Đó, nên là bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé.